mày không có bận tâm đến cái này nữa rồi. Dạ. Dạ không, đi cái bếp. Nếu mà nói chung với thằng này á là sáng giờ mưa á là coi như nhà này ngập giống như mấy bữa rồi đó.
hứng xô nước lớn đi. Thả xuống. Đứng đó một cái. Rồi. Đó, hai bồn nước luôn á. Xả hai bồn nước cùng lúc. Xong.